Vâng, em Hùng xin chào toàn thể tất cả bác nhé. Thì tiếp theo video thì em xin được phép test hoạt động của chiếc đáy 4 kênh hãng Classic Pro, con mã là CB4002 nha bác nhé. Và chiếc đáy này thì bên em sẽ test gửi đến bác ở Thái Bình. Và dòng này thì bên em cũng đã giới thiệu cho tất cả bác rất nhiều rồi. Một cái con đáy cực kỳ là hay về chất tiếng cũng như là rất khỏe. Hiện tại thì em đang ghép vào cái đôi lo là đôi lo ôm số số 12X vào đôi lo bát 40 hãng Sofie Vega, là tức là cũng như là hai đôi nha các bác, một đôi bát 30 và đôi bát 40. Rồi giờ thì mời tất cả bác chúng ta cùng lắng nghe chất âm và cũng như là coi độ khỏe của chiếc đáy Classic Pro CB42 nha. Thì dòng này thì hiện tại bên em đang có mức giá là 10 triệu đồng. Để bác nào có nhu cầu thì alo cho cô Hồng để sở hữu nhé. Thì hiện tại dòng này thì bên em còn CB42 và 41, dòng đáy 4 kênh cực kỳ là chắc, với lại là mạch phay nhôm xước màu vàng gold cực kỳ đẹp nha bác nha. Nghe hay bài đẹp, trưng bày thì rất là sang trọng nha. Rồi giá thì cũng rất là hợp lý cho các bác để có chơi. Em xin cảm ơn các bác, nào có nhu cầu thì alo cho Hùng. Hẹn gặp lại tất cả bác những video sau.